Đi vô luôn được. Đi luôn. Quên chụp lại. Quên chụp hình. Anh đừng có giấu lòng được. Ghê quá. Chịu nổi luôn á. Đừng có kiếm mối nghe lên nghe. Alo. Dạ, cô giờ đang đắp mặt chị, tầm 15 phút nữa là xong rồi. Rồi, để chị biết. Dạ, dạ. Mặt mình kìa cũng buồn thâm đấy chứ con. Còn cả trời, nhiều hơn cô con chị chứ. Nhiều hơn đúng không? Nhiều hơn. Không kịp chịu đau cũng dữ đấy chứ. Ông muốn nói là chú lớn đâu. Mấy bạn hết là có một bạn con nó cũng buồn nhiều lắm. Đây á, ông kêu đây giờ mặt con đỡ rồi, còn không là con muốn giới thiệu hết. Mặt phải đỡ kia mới có lòng tin. Tôi mà cái tầm 3-4 lần là thấy ok lắm rồi. Tầm bà nữa.
Nhìn trong điện thoại phê chị này. Ừ. Quay hết cho em chuyển qua cho chị. Chị chuyển cho mẹ hắn coi. Ok chị. Mà không chịu đau dỗi này. Đúng rồi. Bữa nó làm tráng, cô cũng bình tĩnh. Mà xuống cái má quéo. Mà cái má như trừ cũng còn thâm thôi. Còn vài hột. Hắn hiệu quả là cả ngày thứ hai, ngày thứ ba là thấy hiệu quả rồi đó. Dạ. Thì cũng bình thường chị, bớt bớt ăn mấy cái đồ nóng như kiểu như mấy cái đồ nếp đồ thôi. Cay quá thì thôi hạn chế cũng được. Bên kia để dành cái mới. Chị đau giỏ đây chứ. Chị đau giỏ hơn ông cô. Ông cô kia. Ông cô kia kìa. Anh đó là nặng thế đi. À. Còn cái anh bên đó là nhỏ hơn. Anh nhỏ hơn anh mới lớp 8. Anh ấy điềm đạm hơn. Chú có thằng con đối diện nhà chị á. Dạ. Chiều nay hắn rồi đây rồi đó. Dẫn mẹ rồi đó, dẫn đi đó. Mà hắn đâu có chuyện đâu.